Cái đôi Noda này là cái đôi mới về Việt Nam cách đây một tuần nè ha, là cái đôi mà làm rúng động cộng đồng luôn nha, tại vì đây là đôi giày trail đắt nhất mà cực kỳ xịn sò luôn, cực hot luôn, anh mua hồi năm ngoái. Còn cái đôi này nè là cái Agravic Speed Ultra gì đó, là siêu giày của năm 2024, mới mua được 2 ngày luôn, đẹp ha. Khoan, rồi hôm nay mình quay chủ đề gì vậy? Bây giờ tiết kiệm anh ơi. Hả? Tiết kiệm. Tiết kiệm. Yeah. Kính chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta quay trở về với một cái chủ đề về tài chính cá nhân, đó là chủ đề lối sống tiết kiệm. Và các bạn thấy đó, anh là một người theo đuổi một cái lối sống đơn giản tiết kiệm. Ví dụ cái môn thể thao mà anh chơi đó là môn chạy bộ, và chạy bộ là một cái môn rất là tiết kiệm các bạn, bởi vì để chạy các bạn không cần bất cứ thứ gì phức tạp hết, các bạn chỉ cần một đôi giày là các bạn đã có thể chạy rồi ha. Các bạn thấy không, chỉ cần có một đôi giày là... Chỉ cần có một đôi giày là các bạn có thể dễ dàng tham gia chạy. Thôi bỏ đi, mệt quá trời ơi. Cuộc sống, quản lý tài chính cá nhân, Financial Wellbeing thuộc Học viện Kỹ năng AYP được dẫn dắt bởi anh Nguyễn Hữu Trí, xác định tình trạng tài chính bằng công cụ 6 nấc thang tài chính và trang bị các kỹ thuật bảo vệ tiền hiệu quả. À, tụi mày chơi tao đúng không? Nãy đầu giờ kêu xếp giày ra để cho tụi em coi này nọ, xong rồi lại quay cái chủ đề tiết kiệm ồn ào. Tụi mới muốn kiếm chuyện đúng không? Cái đoạn đó cắt nghe chưa? Không có được đưa lên clip nghe chưa? Rồi, vô chủ đề đi, bữa nay tao sẽ cho tụi bay coi luôn, tao sẽ không có tiết kiệm nữa. Bây giờ tao nói tiết kiệm là tụi bay là kêu là đó, là tao sống không trung thực, không nói năng lương lẹo, ok? Cho nên, xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta quay trở về với chủ đề reaction và những trào lưu và xu hướng xã hội. Mới gần đây thôi thì chúng ta nhìn thấy là trên VTV24 có một cái phóng sự ngắn nói về một trào lưu mới của giới trẻ, đó gọi là trào lưu tiết kiệm ồn ào. Giải thích đơn giản, nó là một cái trào lưu mới mẻ đi ngược lại một cái trào lưu gần đây của giới tinh hoa mà những người giàu có, nó gọi là quiet luxury, tức là sang trọng một cách kín đáo. Thì bây giờ những người trẻ tuổi khi mà họ đối diện với cái áp lực đời sống đắt đỏ ha, rồi biến động về kinh tế và những cái khó khăn về thu nhập, thì họ lại phát sinh ra một cái trào lưu đó là low budgeting, tức là tiết kiệm một cách ồn ào. Và nó là một cái xu hướng mà rất mới mẻ khi mà ngày hôm nay những cái người trẻ tuổi không có ngại ngùng khi mà nói về chủ đề tiền bạc ha, họ cởi mở, họ thẳng thắn, thậm chí là họ tự hào chia sẻ về những cái phương thức mà họ tiết kiệm dè sẻn trong cái cuộc sống thường ngày của mình. Thứ mà trước đây khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ bởi vì bị xem là cái người keo kiệt, bủn xỉn hay hà tiện, thì ngày hôm nay biến thành một niềm tự hào lớn của giới trẻ, và đó gọi là trào lưu tiết kiệm ồn ào. Và ngày hôm nay anh xin được phản biện với cái trào lưu này, và chúng ta phân tích nhiều góc độ khác nhau, những cái mặt tích cực cũng như những góc tối của cái trào lưu tiết kiệm ồn ào. Đầu tiên, nói về cái từ tiết kiệm thì không thể chối cãi được, nó là một việc cực kỳ quan trọng và cần thiết. Bởi vì với cái lối sống ngày hôm nay, với cái trào lưu tiêu thụ, cũng như là việc mà một bạn trẻ tiếp cận với mạng xã hội rất là sớm, và qua đó tiếp cận với hàng ngàn những cái quảng cáo kích thích tiêu dùng mỗi ngày, thì cái căn bệnh nghiện mua sắm, nghiện tiêu xài, nghiện tiêu thụ của giới trẻ thực chất là một cái khủng hoảng rất là lớn. Cho nên hành vi tiết kiệm thì rõ ràng không thể chối cãi là một việc cực kỳ quan trọng và cần thiết ngày hôm nay. Và trong cái quá trình xây dựng nền tảng tài chính của chúng ta thì tiết kiệm chính là bước đầu tiên để đặt nền tảng cho việc đầu tư và phát triển tiền bạc của mình. Vì vậy, thứ nhất, tiết kiệm là một việc rất đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, tiết kiệm ồn ào thì tới lúc này các bạn có thấy là nó có gì lạ không? Đó là ồn ào nghĩa là sao? Nếu người ta giàu có, người ta sang trọng, người ta ồn ào để mà được sự chú ý thì cái đó nó có vẻ tự nhiên hơn, đúng không? Nhưng mà bây giờ lại tiết kiệm là thắt thẻo hết mọi thứ đi và lại ồn ào, thì tới lúc này chúng ta nhận ra là khi nó có cái chữ ồn ào vào thì nó rời xa cái bản chất của việc tiết kiệm. Bởi vì ồn ào không phải là mục đích của tiết kiệm, mà mục đích lớn của việc ồn ào đó là thu hút sự chú ý của người khác. Và để thu hút được cái sự chú ý của người khác thì khi đó nó không đơn thuần là tiết kiệm nữa, mà các bạn phải có những cái hành vi tiết kiệm rất là cực đoan, rất là độc, rất là lạ, rất là khủng khiếp thì mới thu hút được sự chú ý của người khác, đúng không? Ví dụ như là nếu ngày hôm nay các bạn nói là dạ mình tiết kiệm được 20% chi phí ăn uống của mình, thì đó là một sự tiết kiệm chân chính, nhưng nó không ồn ào được, nó thường lắm.
chỉ khi nào đó là ngày hôm nay mình ăn cả tháng chỉ với 1.000.000 đồng thôi, chỉ với 500.000 này mình sẽ sống được một tháng, thì khi đó nó mới thu hút được sự tò mò và chú ý của mọi người. Và lúc đó cái mà người ta nhận lại được không chỉ là chuyện tiết kiệm, mà là được sự chú ý và khả năng dẫn dắt được cái suy nghĩ và hành vi của người khác, để tạo ra cái từ khóa thứ ba, đó là trào lưu. Và nếu các bạn nào đã theo dõi những cái video clip phân tích trên kênh của anh, cứ mỗi lần dính vô cái chữ trào lưu là nó bắt đầu có cái gì đó sai sai. Bởi vì trào lưu nghĩa là FOMO, nghĩa là hùa theo cái hành vi của người khác mà không có cái sự suy nghĩ và không cân nhắc cái sự phù hợp với bản thân của mình. Và khi mà cái trào lưu tiết kiệm ồn ào ra đời thì rất nhiều những bạn trẻ khi mà theo dõi những cái chia sẻ trên mạng xã hội đó ha, thì họ sẽ bị cuốn vào những cái hành vi bắt chước cách tiêu xài của những cái người có sức ảnh hưởng. À, và lúc đó là lúc mà chúng ta nhìn thấy những cái trào lưu, những cái hành vi cụ thể như là cắt bỏ hết tất cả những cái dịp tụ tập với bạn bè để làm chi? Tiết kiệm tiền, không có phung phí tiền bạc của mình. Rồi thậm chí ăn uống một cách khắc khổ, dè sẻn, không? Để mà mình tiết kiệm tuyệt đối và triệt để thì mình có thể qua nhà bạn bè, qua nhà người thân, ăn bữa người này, ăn bữa nhà người kia, ăn bữa nhà người nọ để tiết kiệm tiền. Và rồi thậm chí không ngại ăn những cái thực phẩm mà có nghèo chất dinh dưỡng, như là ăn mì gói rồi với trứng thế thôi, để sống qua ngày chờ qua đời, để tạo nên một kỳ tích trong việc tiết kiệm. Rồi thậm chí là chúng ta nhìn thấy luôn trên cái phóng sự của VTV ha, đó là đi tắm nhờ trên công ty, là tôi tiết kiệm được tất cả tiền nước của mình, đúng không? Bằng cách là tôi tắm trên công ty, hoặc là tôi dành ra thêm 30-40 phút mỗi lần mua một cái sản phẩm online nào đó để dò tìm một cái deal nào đó, làm sao để mà có thể tiết kiệm được 20.000. Thì đó là những cái hành vi mà tạo nên cái sức nóng của nó và cuốn mọi người theo. Tuy nhiên tới lúc này, một khi nó biến thành trào lưu rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở về và nghiền ngẫm xem là nó có thật sự khiến cho mình hạnh phúc không, và thẳng thắn luôn là nó có thật sự giúp mình tiết kiệm được tiền bạc về mặt lâu dài hay không ha. Ví dụ là nếu ngày hôm nay mà chúng ta dành thêm 30-40 phút mỗi lần mua một cái sản phẩm online để rồi có thể tìm được một cái deal rẻ hơn được 20k, thì nếu mà tính một cái bài toán thì các bạn thấy không, 40 phút của mình tiết kiệm được 20k, nghĩa là một giờ đồng hồ của các bạn trị giá có 30.000 thôi, thì thật sự các bạn xem rẻ thời gian của mình tới mức độ đó à? Thì thật ra cái việc đó nếu về mặt kinh tế nó không có kinh tế. Hoặc là nếu như một cái anh chàng mà tắm nhờ trên công ty và thậm chí tự hào chia sẻ nó trên sóng của đài truyền hình quốc gia, thì bây giờ không chỉ là cả đất nước này đều biết là anh ta tắm miễn phí trên công ty, mà quản lý cũng biết, giám đốc cũng biết, bộ phận nhân sự cũng biết. Thì theo các bạn, đến cuối năm anh chàng này có còn làm trong công ty đó không? Và rủi có còn làm trong công ty đó thì cái mức tăng lương của anh ta sẽ như thế nào? Mức hưởng của anh ta ra làm sao? Cho nên có khi là tiết kiệm được khoảng 5-70.000 tiền nước mỗi tháng, nhưng anh chàng này lại hy sinh nhiều cái cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập của mình trong công việc. Ai mà biết được. Và nếu như anh ta ứng tuyển sang một công ty khác thì công ty đó bắt buộc phải có nhà tắm cho nhân viên. Chúng ta tự thu hẹp những cái cơ hội việc làm của mình trong tương lai. Và việc ăn uống khắc khổ, dè sẻn thì có thể tiết kiệm được tiền bạc về trước mắt. Nhưng nếu những thực phẩm đó không đầy đủ chất dinh dưỡng, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các bạn, cái độ nhanh nhạy, linh hoạt của các bạn, thì làm sao chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả được? Chưa kể là nếu cái thực phẩm đó về lâu dài có hại cho sức khỏe của mình, đổ bệnh xuống một cái, thì cái tiền viện phí có khi nó nhiều gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần cái số tiền mà chúng ta ki cóp và tiết kiệm được. Cho nên là nếu như mà chúng ta không cân nhắc một cách bình tĩnh và từ tốn, và bị cuốn vào những cái trào lưu bởi những cái chia sẻ rất là hùng hồn, rất là giật gân và ấn tượng ở trên mạng xã hội, thì có khi chúng ta bị kéo rời xa khỏi cái bản chất của cái hành vi tiết kiệm, và rồi đưa mình vào một cái đời sống rất là khắc khổ, rất là mệt mỏi, không hạnh phúc, không bình an, không thoải mái. Và chưa kể nó gây tổn hại cho uy tín, cho cơ hội phát triển về thu nhập và các mối quan hệ của chúng ta về lâu dài. Thì lợi không bù hại, được không bao nhiêu mà mất thì quá nhiều. Đấy là mặt trái của cái trào lưu tiết kiệm ồn ào. Cho nên bây giờ quay ngược trở lại là anh Trí, nếu bây giờ em không bị cuốn vào cái trào lưu đó, rồi lỡ em lại sa đà vào những cái việc mua sắm linh tinh thì sao? Ha, thì bây giờ xin được mổ xẻ kỹ hơn về cái bản chất của tiết kiệm. Bởi vì cái mà anh coi qua trong những cái chia sẻ trên mạng xã hội thì anh nghĩ là nó có một cái sự sai lầm về bản chất rất là lớn. Mọi người luôn nghĩ là tiết kiệm nghĩa là cắt giảm chi phí của mình, nhưng thật ra không có đúng.
Mà bản chất của tiết kiệm là các bạn phải tinh giản nhu cầu, chứ không phải cắt giảm chi tiêu. Sự khác biệt lớn nhất trong việc tinh giản nhu cầu đó là thay vì chúng ta hướng ra bên ngoài để cố gắng tìm được cái deal cho rẻ, để kỳ kèo, để trả giá, để bóp chẹt người khác, để cắt giảm cái chi phí tiết kiệm từng đồng cho mình, thậm chí là chúng ta chiếm dụng những cái dịch vụ công để mang lại cái lợi ích cho cá nhân của mình, thì cái người khôn ngoan hiểu đúng bản chất của tiết kiệm, chúng ta phải đi vào bên trong và sàng lọc lại những cái nhu cầu của mình, tinh giản những nhu cầu của mình và lược bỏ đi những cái nhu cầu mà không mang lại cho các bạn cái sự hạnh phúc và sự sung sướng bền vững và lâu dài. Thì đó mới là bản chất và cái gốc của tiết kiệm. Và để giải thích kỹ hơn thì cái này thật ra anh có chia sẻ trong một vài cái video clip, đặc biệt là cái video clip Money Date có chia sẻ trên cái kênh Vietcetera. Thì anh có chia sẻ với các bạn về những cái hành vi tiết kiệm và tinh giản nhu cầu mà anh đã từng có, và nó mang lại cho anh sự hạnh phúc rất là lớn bên cạnh chuyện là tiết kiệm được tiền. Đó là sự tinh giản trong cái nhu cầu ăn mặc. Khi mà anh lược giảm được cho mình cái nhu cầu mặc quần áo hiệu, quần áo rất là sang trọng và đắt tiền, thì anh quay trở về và sử dụng những cái quần áo đơn giản hơn, đúng công năng của nó hơn. Và cái việc đó ngay tức thì nó giải tỏa được cho anh cái áp lực là phải là một cái người thời trang, phải là một cái người sành điệu và tinh tế, và phải match được áo sơ mi với cà vạt, với viết, với dây nịt, với thắt lưng, với giày, và luôn sống trong cái sự phập phồng, lo lắng xem là đồng nghiệp, bạn bè ngày hôm nay nghĩ sao về cái bộ đồ mà mình đang mặc. Thì rõ ràng là cái nhu cầu đó nó mang lại cho anh cái sự hạnh phúc tức thời khi mà mình có cái áo mới. Nhưng mà về lâu dài nó tạo ra một cái sự căng thẳng, cái sự áp lực và lo lắng rất là lớn. Hạnh phúc nó mong manh lắm. Thì khi mình nhìn ra được cho mình những cái nhu cầu như vậy và lược bỏ được cái nhu cầu đó, thì mình lược bỏ được ngay tức thì cái sự áp lực, cái sự lo lắng và mệt mỏi. Mình hạnh phúc hơn. Rồi sau đó mới nói tới chuyện là mình có nhiều tiền hơn, mình giữ lại được nhiều thu nhập hơn. Anh đang mặc một cái áo Lacoste, mà nếu nó là đồ hiệu thì nó tới 3 triệu. Nhưng cái áo này nó là đồ nhái, tên là Low Cost, là con cá sấu bằng bong bóng, nó giá có 300.000 thôi. Anh mua trong một cái shopping mall rất là lớn ở Madrid. And I'm so happy. Thất bại. Mình làm nội dung suốt 4-5 năm, không một ai biết anh là ai, anh dạy cái gì, rồi học viện của anh ra làm sao hết. Chúng ta làm quảng cáo như vậy là thất bại em ơi. Thế anh dạy làm sao anh? Bây giờ Hạnh nè, hồi đó em coi clip của anh suốt 2 năm đó, hồi đó em biết gì về anh? Dạ, em thấy anh chia sẻ cũng hay với thực tế, nên em nghĩ anh là người nổi tiếng ạ. Em thấy không? Sau này thì em thấy mình có đăng tuyển dụng, nên là em mới biết là mình có học viện dạy về kỹ năng. Thì em thấy là anh dạy kỹ năng trên YouTube, TikTok thì người ta biết anh là thầy giáo rồi. Thì thầy giáo vậy thì cái khóa học của anh là khóa học gì em? Dạ, anh dạy khóa học kỹ năng Awaken Your Power. Anh thấy chưa? Rồi khóa học Awaken Your Power dạy cái gì em? Em không biết ạ. Em thấy chưa? Cái gì dám anh ơi? Thông tin rất là mơ hồ, rất là mông lung. Hi, Linh đó, xin chào cả nhà. Xin chào, anh là Huỳnh Duy Khương. Đây là biểu hiện điển hình của việc phối hợp và giao tiếp kém hiệu quả trong đội nhóm. Hậu quả, công việc thì đình trệ, mối quan hệ thì rạn nứt. Nên hãy tìm hiểu về khóa học Underground Leader của anh, chuyên dạy về quản lý đội nhóm hiệu quả để giải quyết vấn đề này triệt để. Hay quá ha. Cái này clip quảng cáo của anh, nhưng Khương vô đây Khương giới thiệu khóa học. Thì em cũng cần quảng cáo khóa học của em mà, cho em ké miếng. Thì em phải báo trước với anh để mình phối hợp cho nhịp nhàng đồng thuận chứ. Các bạn thấy đó, anh Khương là một người điển hình của chủ quơ. Khi đặt ra mục tiêu thì anh ấy quyết liệt để đạt cho bằng được nó, không ngại va chạm. Ngược lại, anh Trí là người trục lớp. Anh Trí đề cao sự thấu hiểu và đồng thuận trong quá trình phối hợp làm việc. Vì vậy, để hiểu được sự khác biệt của bản thân mình và đồng đội để phối hợp làm việc hiệu quả, bạn có thể chủ động tìm hiểu chương trình tư vấn tính cách đa thông minh dựa trên sinh trắc vân tay tại CD nhé. Nhỏ này hay quá ha. Tranh thủ lúc người ta cãi nhau rồi vô giới thiệu khoa học nữa. Dạ thì em thấy mấy anh cũng giới thiệu thì em cũng giới thiệu thôi. Bậy quá mấy em ơi, bây giờ cái học viện này bon chen giành giật quá. Mình làm vậy là thất bại rồi. Thôi giờ vậy đi, mình để cho khán giả lên trên website của học viện, rồi người ta thấy người ta có nhu cầu gì, thật sự làm sao, người ta lựa cái sản phẩm cho phù hợp. Mình làm sai rồi, thôi mình xin lỗi khán giả đi. Phải xin lỗi thôi. Xin lỗi. Chúng tôi chưa biết cách làm quảng cáo cho hay và tinh tế, làm phiền lòng quý khán giả. Nếu các bạn có những cái khó khăn, thử thách liên quan đến công việc, cuộc sống, hãy tự tìm cho mình giải pháp phù hợp nhất ở Awaken Your Power.
Rồi có thêm một cái nhu cầu mà anh tinh giản anh có chia sẻ rồi, đó là nhu cầu nâng cấp xe hơi. Bởi vì theo một cái lệ trên thị trường là cứ chạy một chiếc xe hơi khoảng 3 đến 4 năm là sẽ đổi xe một lần. Đàn ông là vậy, phải đổi xe mới cho nó làm mới cuộc đời của mình. Cho nên là cái chiếc xe đầu tiên của anh chạy được 3 năm là anh đổi xe. Rồi cái chiếc xe thứ hai anh chạy được 3 năm rưỡi là anh đổi xe. Rồi đến cái chiếc xe thứ ba của anh là anh chạy được 4 năm thì anh chuẩn bị đổi xe, thì anh chậm lại một nhịp và nói là cái chiếc xe mà anh đang chạy vẫn rất là tốt và vẫn đáp ứng rất là đúng cái nhu cầu của bản thân, của gia đình của mình. Cho nên là anh không có nâng cấp lên xe mới nữa. Và ngày hôm nay cái chiếc xe mà gia đình anh dùng là một cái chiếc xe của Đức đã chạy hơn 10 năm. Rồi một chiếc xe của Hàn Quốc đã chạy được 8 năm rồi. Thì bọn anh xài xe cũ và xe tốt, mình xài rất là ổn và rất đúng nhu cầu của mình. Và mình lược bỏ cái nhu cầu đổi xe mỗi 3 năm chẳng hạn. Cái bản chất thứ hai của tiết kiệm đó là nó không dừng lại ở chuyện là cắt giảm chi phí, mà là chúng ta tinh giản nhu cầu của mình để đầu tư chiến lược. Thì khi đó chúng ta mới hoàn thành hết được cái chặng hành trình tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây không phải là giữ lại cho mình rất nhiều tiền, bởi vì khi mình chết mình không thể mang theo số tiền nó đi được các bạn. Cái câu chuyện đó chúng ta đã nhìn thấy ngàn đời nay rồi. Chết rồi để lại hết tất cả mọi thứ, không xài được gì hết thì khổ cả đời. Cho nên cái người khôn ngoan phải hiểu là gì? Tiết kiệm nghĩa là mình lược bỏ những cái nhu cầu mà nó không mang lại cho mình sự hạnh phúc. Và chúng ta để dành lại được nhiều tiền hơn, nhiều tâm trí, sức lực hơn và đầu tư nó một cách triệt để cho những cái nhu cầu chiến lược mang lại cho mình nhiều hạnh phúc nhất. Thì chúng ta phải làm được bước thứ hai nữa. Thì lúc đó cái hành vi tiết kiệm sẽ làm cho các bạn hạnh phúc hơn và phát triển được cái nền tảng cho gia đình của mình cũng như là cho bản thân của mình. Thì đó là lý do mà các bạn nhìn thấy mấy đôi giày lúc nãy. Bởi vì sao? Bởi vì đến một lúc nào đó hai vợ chồng của anh nhận ra là những nhu cầu chiến lược mang lại cho bọn anh cái sự hạnh phúc rất là lớn và sự phát triển cho gia đình. Đó là nhu cầu về giáo dục, nhu cầu về sự bình an về tài chính, nhu cầu sức khỏe và một sở thích lớn của cả gia đình anh, đó là ăn uống. Thì đây là ba nhu cầu chiến lược. Và bọn anh đầu tư vô cái nhu cầu đó, mình gom tiền từ những cái nhu cầu mà mình đã được bỏ, gom lại và mình đầu tư chiến lược cho ba cái nhu cầu đó. Cho nên ngày hôm nay anh không nói mình là một cái người cắt bỏ chi phí mà nếu các bạn biết là bọn anh đầu tư cho giáo dục của con cái của mình là tất tay. Bọn anh cố gắng hết sức để tìm cái điều kiện giáo dục tốt nhất cho bản thân của mình và cho con cái của mình. Và khi mà con anh than phiền là ba ơi sao ba không đổi xe mới, thì anh nói với các con là con ơi, mỗi năm đều mua một chiếc BMW mà, đó là tiền học của hai đứa. Ngày hôm qua vừa mới đóng xong tiền học hai đứa con ha, 1.4 tỷ là một chiếc BMW Series 3. Cho nên mỗi năm là ba mẹ đều mua một chiếc xe BMW mới hết. Và nó là mỗi đứa lấy 4 bánh thì hai đứa con mỗi đứa 2 bánh. Tụi con ráng chạy cho nó tốt. Đó là sự đầu tư chiến lược và không có tiếc. Rồi sự đầu tư cho mình cái sự an toàn về tài chính, đúng không? Thì cái số tiền mà bọn anh giữ lại được thì bọn anh dùng nó để đầu tư cái trương mục tài chính của gia đình. Để làm chi? Để mà khi mà mình có một cái nền tảng tài chính và cái saving của mình nó rất là nhiều và rộng lớn trong nhiều cái nguồn khác nhau, rồi nó mang lại cho mình nhiều những cái nguồn thu nhập khác nhau, thì khi đó hai vợ chồng bọn anh cảm thấy rất là bình an và yên tâm về khía cạnh tài chính. Và mình đi làm mỗi ngày mình vẫn nỗ lực, mình vẫn nghiêm túc, mình vẫn cố gắng, nhưng mình không làm vì mình sợ. Bởi vì bọn anh biết là nếu ngày hôm nay bọn anh ngừng cái thu nhập mỗi ngày từ công việc của mình thì gia đình anh có thể sống một cách rất là bình an, thoải mái và vẫn lo được cho các con, lo được cho bản thân, lo được cho bố mẹ một cách lâu dài trong vòng 30, 40, 50 năm sắp tới. Thì khi đó mình tháo gỡ được cái sự sợ hãi trong tâm hồn của mình, mình hạnh phúc lắm. Thì mỗi ngày như vậy mình có thể làm bởi vì mình thích, bởi vì mình say mê, mình tâm huyết, mình hứng thú. Cái trạng thái đó rất là khác. Và tin anh đi, khi các bạn đưa mình vào cái trạng thái đó thì các bạn làm việc chăm chỉ hơn, các bạn làm việc sáng tạo hơn, tâm huyết hơn và hiệu quả công việc còn cao hơn nữa. Và khi đó có khi thu nhập lại còn tốt hơn. Thì đó là cái đầu tư chiến lược thứ hai. Rồi đầu tư chiến lược thứ ba của anh đó là sức khỏe. Cho nên là gia đình anh sẽ không có tiếc tiền để đầu tư cho các con tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện thể chất. Anh ngồi đây quay video clip với các bạn là con anh đang đi đá banh ở bên Campuchia tham gia một cái giải trong khu vực.
À, và để con được đi như vậy là mình phải bỏ tiền ra để con tham gia rồi mua các cái vật dụng rồi con đi tập như thế nào để được vào cái đội hình chính thức của trường để đi thi đấu. Thì cái sự đầu tư đó bọn anh không có tiếc. À, bởi vì cái sức khỏe là cái nền tảng rất là lớn ha, để mình làm bao nhiêu cái việc trong cuộc sống của mình. Và khi mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có thể có 1.000, 2.000 những cái giấc mơ. Nhưng mà khi chúng ta mất sức khỏe, chúng ta chỉ còn đúng một giấc mơ thôi, là khỏe lại. Đúng không? Cho nên, đó là khía cạnh thứ ba. Và dĩ nhiên khía cạnh cuối cùng đó là ăn uống ha. Thì đó là sở thích của cả gia đình ha. Cho nên là bọn anh rất là say mê để tìm hiểu về những cái nền ẩm thực khác nhau ha. Rồi những cái phong cách nấu nướng và cái tâm huyết của những cái người nghệ nhân trong khi họ tạo ra được những cái món ăn ngon, những cái thức uống ngon. Thì đó là cái sự say mê cá nhân. Và mình càng làm mình càng mê ha. Rồi mình mê quá tới lúc mình thấy hay quá, mình cũng bắt tay vô, mình mày mò, mình nấu này, mình nấu cái kia. Và nó mang lại cái sự đầm ấm trong gia đình, cái niềm vui của vợ chồng, của con cái. Chưa kể nó cho bọn anh những cái ý tưởng và cái sự tinh tế trong việc cải tiến và phát triển những cái business F&B của bọn anh ha. Thì quá, đó là cái đầu tư chiến lược. Một cái cuối cùng về cái khía cạnh tiết kiệm là một khi mình đã nhìn ra được cái nhu cầu chiến lược của mình rồi, thì nếu lúc đó không đủ tiền cũng phải tìm cách xoay cho đủ tiền mà đặt vô. Chứ không phải là cứ tìm cách cắt giảm, cứ tìm cái đồ rẻ nhất, tìm discount. Mà một khi nó là cái thứ chiến lược và mình biết là mình muốn, thì bằng mọi cách mình phải có tiền để đạt được nó. Chứ bây giờ không lẽ các bạn đang học đại học ở một cái trường rất là hay, rất là thú vị và không đủ tiền để đi học thì mình nghĩ à? Mình chuyển sang một cái trường bèo hơn, học cái ngành không đúng à? Không, chúng ta phải vay tiền để đi học. Ha. Thì đó là cái lựa chọn chiến lược. Và một lưu ý nhỏ ở đây, đó là bốn cái nhu cầu chiến lược này là bốn nhu cầu chiến lược của vợ chồng anh, của gia đình anh. Còn lại nếu nhu cầu chiến lược của bản thân các bạn ngày hôm nay là một nhu cầu khác, thì các bạn hoàn toàn nên đầu tư một cách quyết liệt cho cái nhu cầu đó. Nếu ngày hôm nay nhu cầu của các bạn là thời trang và các bạn thật sự rất say mê và tâm huyết vào lĩnh vực thời trang đó, thì go for it. Nếu cái sự say mê và tâm huyết vào lĩnh vực đầu tư chiến lược của các bạn là những sản phẩm công nghệ, thì go for it. Đầu tư để trải nghiệm, để tìm hiểu, để học hỏi về cái lĩnh vực đó một cách say sưa, một cách quyết liệt. Thì mỗi người phải xác định được những cái nhu cầu chiến lược cho bản thân mình, cho gia đình của mình. Và rồi khi đó chúng ta tinh giản những cái nhu cầu không cần thiết và dồn toàn bộ nguồn lực của mình để tập trung cho những nhu cầu chiến lược. Điểm cuối cùng mà anh muốn chia sẻ đó là khi chúng ta hiểu đúng được bản chất của cái hành vi tiết kiệm, thì chúng ta tinh giản những cái nhu cầu của mình, đầu tư chiến lược cho những cái nhu cầu quan trọng của mình, thì lúc này các bạn sẽ được khơi gợi để làm cái việc thứ ba rất là hay. Đó là khi mình nhìn ra được những cái nhu cầu chiến lược của mình rồi, nó sẽ cho mình mục tiêu và động lực để tăng thu nhập. Và khi đó nó không chỉ là chuyện cắt giảm chi phí nữa. Cái ngày mà vợ chồng anh xác định được cái ngôi trường mà mình ước ao gửi con mình vào đó, thì lúc đó bọn anh không đủ khả năng. À, và anh biết cái trường tốt nhất là cái trường nào rồi đấy, nhưng mà học phí cao quá. Cho nên là 6 năm đầu tiên của con trai anh thì cháu phải học ở một cái trường thấp hơn chút. À, bởi vì chỉ cái trường đó thì cha mẹ mới trả tiền được ha. Nhưng mà anh và chị Dương nuôi cái quyết tâm rất là lớn là làm sao mà mình ăn được thu nhập của mình đủ để mình lo cho con và lo được cho hai con học ở cái ngôi trường mà mình mong muốn. Thì bọn anh rất là cố gắng, rất là nỗ lực để phát triển cái việc kinh doanh của mình, tăng thêm cái thu nhập của mình, tìm thêm nhiều cái nguồn thu nhập và tích lũy cái tài sản của gia đình, để rồi cuối cùng là sau 6 năm thì bọn anh chạm được tới cái ước mơ trong cái mục tiêu chiến lược, cái nhu cầu chiến lược đó, đó là có thể gửi được cả hai đứa con của mình vào học ở một cái ngôi trường tốt nhất mà bọn anh có thể tìm thấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là cái lợi ích thật sự trong cái gốc rễ của tiết kiệm ha. Cho nên là gom lại với nhau là thôi các bạn ơi, bỏ mấy cái trào lưu và ồn ào đi nghe, thêm vô chi vậy không biết nữa, cái nó rối đội hình. Và làm sao chúng ta tập trung vào đúng cái bản chất của cái tầm quan trọng của hành vi tiết kiệm, đó là đi vào bên trong để nhìn lại những cái nhu cầu quan trọng nhất và chân thật và mang lại cho mình nhiều hạnh phúc nhất, cá nhân nhất, và xác nhận được những cái nhu cầu đó, tinh giản những cái rườm rà tào lao đi, và rồi đầu tư toàn lực cho cái nhu cầu chiến lược của mình. Và khi đó các bạn có cho mình mục tiêu và động lực để gia tăng thu nhập cho mình nữa. Và khi làm đúng cái quá trình đó thì cái việc tiết kiệm sẽ làm các bạn hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, say sưa hơn, quyết tâm hơn. Và khi đó mình sẽ dễ dàng để tiết kiệm một cách lâu dài hơn.
nha. Chứ còn mà tiết kiệm mà khổ, mà nhăn nhó rồi kham khổ rồi thèm thuồng mỗi ngày thì chỉ giữ được khoảng 2 tháng 3 tháng xong rồi bung xả hết à. Có đúng không? Ừ, cái đó thiệt. Tại vợ anh thấy á, anh tiết kiệm tiền mua giày á, xong rồi anh khổ sở, anh nhăn nhó ngày nào tối anh cũng lên anh lướt, anh đọc review, anh coi, anh thèm thuồng quá. Vợ anh thương anh, rõ không? Xong rồi đầu tư mua giày để tăng sức khỏe. Chứ thật ra là để đầu tư cho ngoại hình, già rồi thì giày nó phải đẹp lên. Vậy nghe, ủng hộ anh cái vụ giày nha. Thank you. Một lý do phổ biến khiến bạn đầu tư chứng khoán thua lỗ hầu hết là do chưa có kiến thức, phương pháp, nguyên tắc đầu tư rõ ràng. Nhưng cần kiến thức gì, học ra sao, áp dụng thế nào, nếu bạn vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, Intelligent Money xin được giới thiệu khóa học đầu tư chứng khoán thông minh, nơi sẽ giúp bạn nắm vững những nguyên tắc thị trường và tự đưa ra quyết định đầu tư, phân tích doanh nghiệp và đánh giá cổ phiếu thông qua báo cáo tài chính, lên chiến lược phù hợp với tính cách của bản thân để đầu tư dài hạn theo trường phái giá trị. Intelligent Money, giàu có hơn để hạnh phúc hơn.